Ngày nay miền Việt Âu thay thế đấy cứ dường màu Việt Âu rất là ngon. Ngày nay miền là chu mà cái trái nhỉ nó nè anh ấy hay làm chu bơ lắm miền chu mà cái trái gì đấy tỏ là dường màu hộp chu tầng ốc nè anh ấy chu nó hết score lắm nè miền mà cái trái nhỉ mà cái trái ứ như hay tỏ là dường hộp chu từ bố nhưng ta bọc bơ cứ nhom miền tập ba miền ấy đó nè nè mới nhom cho tập ba nè giờ tập ba bọc bơ mình ba bọc ba bàn nhom hay nhom miền ba miền score miền bịch chơi như nắng miền mặt trọc tao tao hà lấy dương từ bọc ba từ ngõ kia anh chỉ từ bốn nhom đã anh đi ba ba là chỉ từ bốn nhom đạm ba ok nhom đạm ba châu thái tập ba nhom đã score ok đã score bằng tích đó tôi mang em đã chê nhỏ hết thì chê thì đã bị chê thì tịch máu hay giờ đi mất tê nhỏ hết tê nhẹ tê tê cho nên mình tạo tê chỗ thế nên tê đạm tê chỗ nhỏ hết tê chỗ tỏ hay là cái gì bọc bao được ngon làm bay màu chụp chụp này giá luôn hay dùng bọc bao được ngon kia mà làm cái lâu này chết bao mà lắm thèm thèm bao dịch thèm bao chế thèm con cái nhà mình ok nè hiểu là bọc bà lấy tao bọc ra cho anh ấy chu dương bà chẳng anh mò đi đây ta là dương một tốp bì bọc bà rút dương màu nhằm chu ngọt nha đừng là chẳng anh bà nè nó nha khắp khắp á nè ngà lấy xây ra nè tùm nóng chẳng anh con là khơi bà nè mẹ đẹp từng một bà này thôi mình mê món có thử gì món ăn dai dai nè ông thấy ham sợ tụng mốt á ham sợ tụng mốt nè ông thấy nó nghe chứ nha
mình bên nữa. Trong phao. À. Ủa, hơi mặt trái thuộc ớt. Rồi chưa đâm lắng. Trong món nào hết. Đừng hãy chắc mạnh dây đó nhưng... Mình chết chuối nó hiểu. Thank you.